Xin chào anh em đã đến với kênh YouTube Thắng Xây Dựng. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái hệ vòm, thiết kế bóc tách cái hệ vòm ở trên phần mềm dung kính DOES Pro, cái phiên bản mới nhất, phiên bản số 10 nha. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 4, thì gần lễ 30 tháng 4 năm 2023. Thì phần mềm dung kính DOES Pro sẽ đã cập nhật thêm cho chúng ta cái hệ vòm ha, từ cái phiên bản số 10, đánh dấu là phiên bản số 10. Do thực tế sản xuất á, thiết kế á, hiện nay á, về cái ngành dung kính á, thì cái hệ hệ vòm á, trong thời gian gần đây thì hệ vòm rất là phổ biến ha, rất là thực tế cho anh em. Tức là anh em làm được thực tế thiết kế này nọ, người ta cũng thiết kế, yêu cầu thiết kế rồi thì sản xuất cái hệ vòm dung kính. Thì đáp ứng nhu cầu đó thì phần mềm cũng đã cập nhật miễn phí cho chúng ta cái hệ vòm đó. Thì ở đây thì đối với nhôm sinh pha với lại rất nhiều hệ nhôm khác thì phần mềm cung cấp cho chúng ta cái hệ vòm rồi. Thì chúng ta cũng thể thiết kế như thông thường thôi. Thì hệ vòm những thiết kế như lúc mà chúng ta sử dụng những cái hệ nhôm khác thôi, hệ cửa khác. Thì hệ vòm nó được kể, nó liệt kê vô là một cái hệ cửa khác. Chúng ta bấm vào đây nè, hệ cửa thì nó liệt kê vô là một cái hệ cửa riêng. Ở đây chúng ta đặt tên là hệ vòm vách cửa sổ nè đó, tức là cái hệ vòm này á. Rồi thì ta lưu ý ha, thì phần mềm nó sẽ chia ra là hai cái loại vòm, tạm thời nói như vậy đi, hai loại vòm, hai loại hình dáng vòm. Thì thứ nhất á, là vòm vách vách rời á. Hiện nay có vách rời nghĩa là vòm cái vòm chữ C như vậy nè anh em. Đó thì chúng ta bên trong chúng ta có thể chia đố ha, chia một đố, hai đố gì đó. Đó, chia một đố, hai đố rồi đó. Rồi, chia tính góc nghiêng của cái cây đố luôn. Nó góc nghiêng cao thấp gì đó. Đó, chia đố một đố, hai đố, ba đố gì đó. Thì nó là cái vòm chữ C như vậy nè. Đó, nó rời, vòm vách nó rời, nó ghép với một cái cửa. À, nó ghép ghép một hệ cửa, ví dụ như là cửa sổ nè, ví dụ gì ha, đây cửa sổ nè, cửa sổ MH nè, rồi nó thể ghép với cửa đi đó. Anh em đây có thể chúng ta chọn hệ vòm ghép với cửa đi nè, chúng ta chọn một hệ cửa đó, chọn một hệ cửa nè, nó chọn một cái hệ vòm, chúng ta chỉnh nó đại lại, ví dụ như là kích thước to lên như vậy ha. Rồi đó là cái vòm rời. Cái vòm rời là với cái vòm mà bạn khung vách đó, trong thực tế chúng ta hay làm á, khung vách chúng ta ghép cái vòm này với lại cái cửa bên dưới. Rồi một cái loại thứ hai nữa đó cũng là cái khung vách luôn, cái loại thứ hai phần mềm cung cấp cho chúng ta đây. Cái loại này thì tạm gọi là vòm chữ U ha, cái kia là vòm chữ C, này là vòm chữ C này, này là vòm chữ U, nghĩa là sao, chúng ta thấy nó giống nhau đúng không, nhưng mà không phải, này là hai hệ cửa khác nhau nha, đây cửa lùa, còn đây là nó chung một hệ, cái hệ cửa đó, nghĩa là đối với cái hệ này là hệ chữ U nè, là cái khung vách thì nó uốn vòm là toàn bộ cái khung luôn đó, toàn bộ khung luôn. Thì như vậy á, bên trong này nó sẽ được mở cửa, bên trong mở cửa sổ thôi, nó này thì có mở cửa sổ, và cửa sổ này là trong trường hợp mà chúng ta xin pha đó, xin pha nó có cây lật khuôn đó, cái cấu tạo nó như vậy nè đó, đây nè nè, cứ dẫn lại khung vách là nhưng mà nó mở cửa bên trong ha, mở cái cửa lật khuôn á, cây lật khuôn nè đó, cây lật khuôn nè đó, thì nó vẫn làm được cái cửa sổ. Thì đây là tạm gọi là đây là cái vòm chữ U, chữ vòm chữ U bên trong có mở cửa rồi, và vòm chữ C đó, nên tạm hiểu như vậy ha. Rồi để chúng ta biết, chúng ta sử dụng phần mềm thôi, còn thực tế ngoài thực tế chúng ta làm thế nào thì chúng ta căn cứ thực tế thôi. Tôi tạm gọi là như vậy. Rồi thì như thông thường thì các bạn có thể chọn các cái cửa mẫu, ví dụ như chọn sinh pha nè, rồi ở đây nó sẽ cập nhật thêm cho chúng ta là các hệ cửa nè. Hệ cửa vòm là bên dưới nó có 5 cái, vô đây là vòm vách này, nghĩa là vòm chữ U đó, hoặc là vòm chữ C này, tức là vòm này là vòm ô chết không thôi, các bạn hiểu không, cái vòm ô chết thôi. Cái vòm ô chết thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta có thể mở cửa nó, vô chọn sẵn cái mẫu chúng ta mở cửa cho nó. Và đăng nhập lại. Sao nó bị văng ra rồi. Rồi thì bạn sẽ chọn vào đây, chọn vào cái cửa nhôm sinh pha nè.
gồm vách. Rồi bạn chọn cái mẫu này đi ha. Rồi thì cái này là cái mẫu chữ U nè, liền khung luôn nè, thì chúng ta có thể chọn ở đây, chúng ta có thể mở cửa nó, chúng ta mở cửa nè, à mở cửa qua đây, mở cửa sổ, à, cửa sổ mở quay qua đây ha, đó như vậy. Rồi thì chúng ta sẽ có được cái gì, cái hệ vòm liền khung, à, liền cửa sổ luôn, mở cửa sổ luôn đó. Thì tương tự như vậy á, thì anh em sẽ có rất là nhiều cái mẫu, à, cái mẫu cửa vòm mà rời, à đây từ đây qua đây là vòm rời, nó dùng cửa đi vòm rời nè, à cửa sổ vòm rời nè, cửa đi trượt vòm rời, cửa sổ vòm rời nè, anh em phải chọn rất là nhiều mẫu ha, từ một cánh, hai cánh, à, ba cánh, bốn cánh, cửa hấp, cửa mở, à rồi cửa trượt, vô chọn như mẫu này, mẫu này đó. Thì nhiêu đây nó cũng đã đủ khá là nhiều cho chúng ta sử dụng rồi. Do đó cái nhu cầu mà chúng ta thiết kế thêm thì trong trường hợp đặc biệt chúng ta thiết kế thêm thôi. Rồi thì ở đây tôi nói phần thiết kế xong rồi, tôi nói phần tính toán ha. Rồi tính toán, dù tôi chạy cái cửa này đi đó, tôi chạy cái cửa này, chạy này, rồi tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách chúng ta đọc cái hiểu cái thống kê cái gia công cái vật tư của cái uống vòm á. Thì uống vòm ở đây, cây vòm này nó sẽ ký hiệu là trong cái thống kê vật tư á, gia công nó ký hiệu là gì, ký hiệu độ dài này, cái độ cong của phần này, này độ dài, độ dài này thì nó sẽ tính cộng thêm một cái khoảng đây, cái khoảng này chúng ta cài đặt được ha. Khoảng này để cộng thêm để chúng ta khi chúng ta gia công nó có cái khoảng dư ra để chúng ta gia công á. Thì đây nè, cái thống kê nó sẽ để ở đây đó, uống vòm chiều dài nè 2m9 mấy nè, thì nghĩa là chiều dài này đang dư giả ha, nó cộng thêm hai đầu với đó, nó chiều dài này dư giả, nó uống vòm bán kính là bao nhiêu. Ví dụ như đây là để là uống vòm này bán kính là 610 đó, tức là cái vòm này là cái vòm thiếu nha đó, anh em nghĩ anh em hiểu nha, cái này vòm theo hình học là vòm thiếu nha, tức là nó không đủ 180 độ nha. Do đó cái chiều cao này nè, chiều cao của khắc, cái chiều cao của cái vòm này khi chúng ta đo chúng ta gia công á thì nó không bằng cái bán kính nha, cái bán kính nó dài hơn, nó cao hơn, cho cái vòm này là nó cao chỉ có 499 thôi, à, tức là 500 thôi, còn cái này nó cái bán kính nó dài hơn, cái bán kính nó to hơn, bán kính uống nó to hơn đó. Và lưu ý ha, cái vòm thì nó có cái vòm thiếu, vòm đủ. Cái vòm đủ là nghĩa là cái vòm bán nguyệt đó nó 180 độ đó, là cái vòm này nó dụ ta chọn này. Rồi thì à, tôi nói này luôn ha, thì đây nè, cái ký hiệu nó là L nè, cộng R bán kính uống nè, rồi V kép H, nghĩa là cái bề rộng, bề cao đó, bề rộng thì đo từ đây qua đây nè, khi mà chúng ta gia công vòm, thường thường chúng ta kiểm tra cái bề rộng với cái bề cao á, cái bề cao là cái chiều cao của cái vòm nè, vô đây là H là 9499 nè, còn bề ngang là 1m2, thì khi chúng ta uống với cái bán kính là 610 nè, thì nó sẽ ra như vậy là đúng chuẩn theo hình học đó. Thì đương nhiên nó sẽ có cái độ rơ, trong thực tế thì như những cái máy uống vòm nó sẽ có cái độ rơ thôi, nhưng mà thực tế chúng ta làm thì chúng ta căn theo thực tế chúng ta làm thôi. Nếu mà đúng hình học chuẩn 100% luôn á, thì nó phải đúng như cái số liệu trên cái phần mềm đó, chúng ta hiểu được thôi. Rồi ở đây là vòm chữ C này, trong hợp chữ U thì sao, chữ U thì trong hợp này nè, thì đây là 1m2 nha, ở đây là 1m2 nè, nghĩa là gì, nghĩa là nếu là vòm đủ 180 độ á, thì chiều cao của con này có thể là 600 nè, đó là vòm đủ nè, nghĩa là gì, nghĩa là chiều cao của nó là bằng luôn bán kính. Nó là đường kính là 1m2 là bán kính là 6 tấc. 600 nó thì cái chiều cao của nó là 600 luôn. Thì trong trường hợp này nó có cây nẹp nối đây nữa thì cái này tạm là 599 thôi, nhưng mà tạm gọi là đủ. Tôi chạy nè. Rồi thì đây nó có cái chữ U. À xin lỗi. Vòm chữ C nhưng mà vòm đủ ha, 180 độ nè. Chiều cao của nó là 599 nè, là bằng luôn cái bán kính ha. Do đó ở đây nó trừ thêm cây nẹp nối nữa. Do đó cái này nó trừ mất ly. Nhưng mà chúng ta tạm hiểu cái này là cũng là cái vòm đủ nè, 180 độ á. Nghĩa là cái vòm đủ á, khi anh em uống á, chúng ta uống á, thì cái đường kính của cái vòm, cái bán kính á, nó bằng luôn chiều cao đó, chúng ta hiểu ha. Chúng ta đo thì cái bán kính uống nó bằng luôn chiều cao, chiều cao khi chúng ta đo kiểm tra. Còn đối với vòm thiếu á,
cái vòm mà nó thiếu, tức là nó không đủ 180 độ á, thì chúng ta phải có cái số thiệt số liệu là hắt để kiểm tra ha. Ví dụ như này tôi chọn là 500 rồi, rồi chúng ta sẽ chạy ra nè và chúng ta xem nè, đó cái bán kính của nó sẽ là gì, nó sẽ là lớn hơn cái chiều cao kiểm tra rồi. Thì chúng ta vẫn cứ kiểm tra, chúng ta vẫn cứ xuất bản vẽ thôi, xuất bản vẽ thống kê bình thường lắp ráp, thì nó ra cho chúng ta cái kích thước uốn vòm này, như những cái cửa bình thường nó ra cho chúng ta kích thước uốn vòm chiều cao, à, chiều dài rồi cộng thêm bao nhiêu đó chiều cao bán kính uốn rồi đó, thì nó có rất đầy đủ ha. Thì cơ bản là cái cách sử dụng á, cách sử dụng thì nó không có gì khác, nó chỉ là bổ sung thêm cái hệ cửa thôi. Anh em cứ dùng thoải mái, chúng ta sẽ chọn hệ cửa, chúng ta chỉnh kích thước rồi chúng ta ra số liệu gia công thôi, thiết kế này nọ. Đó, chúng ta có thể ra số liệu bản vẽ thiết kế nè, rồi chọn hết vào đây, chúng ta bóc tách hết luôn, rồi chúng ta ra bản vẽ luôn, ra bản vẽ hết cho tất cả các cửa này đó. Đây mà mở lên ha, nó thì nó ra cho chúng ta những cái thiết kế giống bình thường thôi, tức là tất cả là giống nhau thôi, như ta, giống như những gì ta làm xưa nay thôi đó. Như là chúng ta đã bổ sung thêm một cái hệ cửa, còn những cái việc còn lại thì nó tương tự thôi. Thì ở đây tôi giải thích cho anh em một số chi tiết mà nó khác cho chúng ta hiểu ha. Nghĩa là đọc số liệu này đó, L là bao nhiêu đó, rồi R uốn là bao nhiêu, VKH là bao nhiêu ha, đó chúng ta hiểu rồi. Riêng cái phần dự toán thì nó sẽ gì, riêng thì phần dự toán tôi nói thêm là phần dự toán cửa vòm này nè, nó sẽ có cái gì, nó sẽ có thêm cho chúng ta cái chi phí, cái chi phí là chúng ta uốn vòm, à chi phí chúng ta uốn vòm thực tế ngoài thị trường, thì đây nó sẽ có cộng thêm, ví dụ như là cái vòm này là 2 mét uốn thì nó sẽ cộng thêm cái đơn giá, cái giá thành của cái việc uốn nhân công uốn vòm vào để chúng ta tính cái giá thành cho nó chuẩn, tức là tại vì cái vòm này bản thân nó gia công nó khó, chúng ta phải khoán gia công, à, đi gia công thuê đó, đi đi gia công thuê hoặc là chúng ta lắp ráp thì cũng hơi khó so với cái cửa thông thường, do đó thì cái chúng ta phải tính cái đơn giá các yếu tố này vào ha, rồi cho nó chính xác. Ok rồi, thì video này tôi đã hướng dẫn cho chúng ta sơ qua, giới thiệu sơ qua chúng ta các cái hệ vòm trên cái phiên bản số 10 của phần mềm dung kính DOES Pro ha. Hy vọng anh em sẽ tiếp cận và sử dụng được cái hệ vòm này, thì chúng ta có cái do cái hệ vòm này nó mới được cập nhật thôi, do đó anh em có cái ý kiến hay là có đóng góp phản hồi gì đó, thì chúng ta sẽ liên hệ liên lạc với cái số Zalo trên cái phần mềm ha. Rồi vậy thì video này sẽ kết thúc tại đây nha, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.